Lựa chọn số phận tập cuối, Cường cứu bố con Trang thoát nạn, Đức ra tù, Trang Cường làm đám cưới. Quý vị khán thính giả thân mến, vậy là bộ phim Lựa chọn số phận đã đi đến tập cuối cùng trong tập 71 vừa lên sóng. Bố con ông Lộc và Thiên Trang bị Thắng Blue Sky và Tấn bắt cóc tống tiền. Chúng ép bố con Trang phải chuyển tiền vào tài khoản của Thắng Blue Sky. Bị tên giang hồ đàn em của Thắng Blue Sky sảm sỡ biết được tin bố con ông Lộc bị bắt cóc, Cường vô cùng lo lắng. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mẹ của Trang vô cùng lo lắng cho hai bố con và đã tìm tới Cường để thông báo mọi việc. Biết bạn gái mình gặp nguy hiểm, Cường không thể khoanh tay đứng nhìn, ngay lập tức vào cuộc. Không quên báo với cơ quan điều tra để tất cả mọi người cùng bắt tay vào cuộc giải cứu bố con Thiên Trang. Quý vị khán thính giả thân mến, trong suốt 3 tháng qua, kể từ khi phim lên sóng, bộ phim Lựa chọn số phận đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý vị khán giả yêu phim. Chính vì vậy, bộ phim đã nhận được sự ủng hộ và chia sẻ rất lớn từ phía khán giả mọi tầng lớp nhân dân và cả kiều bào ta ở nước ngoài. Cùng với những khen chê góp ý chia sẻ của khán giả chính là sự nỗ lực hết mình của ekip những người làm phim khi đã dám lựa chọn dòng phim vốn được coi là đề tài rất khó làm, rất khô khan và khổ sở trăm đường. Bộ phim là câu chuyện về Cường do diễn viên Hà Việt Dũng thủ vai, là một con người chính trực quyết tâm nối nghiệp người cha quá cố để theo nghề thẩm phán mặc dù bị gia đình ngăn cản. Trước cái chết đầy bí ẩn của bố Cường khiến mẹ anh dùng mọi cách để phản đối con trai nối nghiệp cha. Song song với đó là tình yêu của Cường với Trang do diễn viên Phương Oanh thủ vai. Trang là tiểu thư xinh đẹp, con của một ông trùm bất động sản. Như quý vị đã biết, chính vì Cường là một thẩm phán, đứng trước tòa xét xử biết bao nhiêu vụ án. Cường và Đức là hai anh em chơi thân với nhau trong đội xe mô tô phân khối lớn. Sau đó cũng nhờ Đức mà Cường với Trang quen nhau. Cả hai đã bén duyên nhau được vài năm, tưởng rằng một đám cưới đẹp như trong mơ sẽ diễn ra giữa thẩm phán Hùng Cường và tiểu thư Thiên Trang. Thế nhưng, tai họa lại ập xuống với gia đình ông Lộc khi biết chính con trai mình đã gây ra vụ tai nạn giao thông chết người. Đây chính là nguyên do khiến cho ông Lộc bằng mọi cách yêu cầu Trang phải chia tay Cường. Hai con người đang yêu nhau say đắm nhưng bất ngờ phải chia tay nhau trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ông Lộc cũng chỉ vì lo cho con gái bởi ông Lộc biết tại sao bố của Cường lại chết. Là một đại gia dày dặn kinh nghiệm trên chốn thương trường, ông Lộc đã va chạm biết bao nhiêu loại người trong xã hội, đặc biệt là đám giang hồ lưu manh. Và gần đây nhất, sự trở lại của Long Đại Ca, người trước đây mà chính bố Cường xử hắn 10 năm tù, rồi sau đó chết một cách tức tưởi. Thấy Cường liên tục bị khủng bố, bị đe dọa, ông Lộc lo lắng cho tương lai của con gái, muốn con gái có cuộc sống bình yên. Hơn nữa, ông lại tiếp xúc với Long Đại Ca, bởi Long Đại Ca cùng Thắng Blue Sky đã nắm được những bằng chứng quan trọng cho thấy chính Đức là người lái xe gây tai nạn chết người. Ông Lộc thì đang cố tìm mọi cách để chạy án cho con trai. Điều này khiến cho ông Lộc gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai các dự án làm ăn của công ty Lộc Thịnh. Chính Long Đại Ca và Thắng Blue Sky cũng đã ép ông phải hợp tác làm ăn với chúng. Điều đó mang lại rất nhiều những bất lợi cho ông Lộc. Ông Lộc vô cùng khó xử, nhưng vì con trai, ông cũng sẵn sàng hợp tác với Long Đại Ca. Cho tới khi mọi chuyện không được êm xuôi về việc chạy án cho con trai, thì Long Đại Ca cùng Thắng Blue Sky quay ra cắn cản, ép ông Lộc phải bồi thường tổn thất cho chúng. Và kể từ đó, ông Lộc đã bị chúng bắt thóp nhiều vụ bê bối làm ăn khác. Là một doanh nhân, chắc chắn ông Lộc không hề muốn uy tín của mình bị hạ thấp, nên đâm lao thì phải theo lao. Và gần đây nhất, ông Lộc đã tin tưởng giao phó chức phó giám đốc công ty Lộc Thịnh cho Tấn, là bạn trai của Thiên Trang, người mà ông tưởng rằng sẽ mang tới cho Trang cuộc sống hạnh phúc, êm ấm, chứ không giống như ở bên Cường. Thế nhưng ai ngờ, chính người mà ông tin tưởng nhất đã quay lại cắn bố con ông. Trong tập 71 vừa lên sóng, Trang và ông Lộc đã bị chính Tấn bắt cóc, trói lại và đe dọa. Ông Lộc lúc này hối hận, nói với con gái: "Sao con dại thế, tự nhiên đẩy hai bố con vào tình thế cùng nguy hiểm?" Trang lúc này trả lời bố: "Con vẫn tin là Tấn sẽ không hại bố con mình đâu bố. Cùng lắm là tống cho chúng nó một ít tiền, chúng nó cũng chỉ cần thế thôi bố ạ." Hai bố con vừa nói chuyện với nhau xong thì Tấn bước vào: "Thế nào, hai bố con đã nói chuyện với nhau xong chưa?" Rồi Tấn lên giọng nói tiếp:
Anh Thắng nói 5 phút nữa mà không đưa ra quyết định sẽ xử nặng cả hai đấy. Tôi không thể can thiệp được đâu. Đúng lúc đó thì đàn em của Thắng đã vào, hắn ta nói với Tấn. Thôi, anh Thắng quyết định rồi. Bây giờ, ông áp tải lão này về công ty để chuyển tiền. Tên này nói với Tấn, sau đó chỉ vào mặt ông Lộc nói tiếp. Còn anh Thắng cấp số tài khoản cho ông, rồi lại chỉ tay sang Trang. Còn con này ở lại. Nói xong, tên lâu la này lại gần ông Lộc ghé tai nói. Ông mà giở trò gì, thì ông biết số phận con gái ông như thế nào rồi đấy. Tôi cũng thèm nó lắm đấy. Nghe cái giọng khốn nạn bẩn thỉu của một thằng xã hội đen danh con mặt hạng mà khán giả xem phim chỉ muốn đập cho hắn một trận. Nhiều khán giả yêu phim, nhất là khán giả nữ, đồng loạt gọi tên Hùng Cường, mong muốn Cường sẽ xuất hiện ngay lập tức để cứu Thiên Trang cùng ông Lộc thoát khỏi bàn tay của những kẻ độc ác nham hiểm này. Và chắc chắn rồi, pha giải cứu bố con ông Lộc không ai khác chính là sự xuất hiện của thẩm phán Hùng Cường. Sau khi biết bố con Thiên Trang bị bắt cóc, chính mẹ của Thiên Trang lo lắng báo điều này cho Cường biết, báo với cơ quan chức năng, sau đó điều tra tiếp cận nơi mà Trang và ông Lộc bị giam giữ. Tuy nhiên, để tiếp cận được Trang ngay thì cũng rất khó, bởi đàn em của Thắng Blue Sky canh giữ rất nhiều, nếu manh động có thể gây ra nguy hiểm cho ông Lộc và Thiên Trang. Cường cũng hết sức bình tĩnh, dù cho lo lắng cho Trang rất nhiều, nhưng ở anh luôn có cái đầu lạnh. Có thể nói rằng đây chính là phần cảnh mà khán giả mong đợi nhất phim. Tình tiết này sẽ hóa giải mọi hiểu lầm, mọi khúc mắc giữa cặp đôi Hùng Cường và Thiên Trang để cả hai có thể trở lại với nhau và để ông Lộc hiểu rõ hơn trong phút cận kề giữa cái chết và sự sống thì ai mới là người bên cạnh mình, ai mới sẵn sàng xông pha hy sinh cả tính mạng để cứu lấy chính bố con ông. Không ai khác chính là Cường, một người không có gì ngoài sự kiên trì, liêm minh, chính trực, ngay thẳng và cũng rất chân thành, chứ không giống như ai kia bên ngoài tỏ vẻ là một người tử tế, giàu sang, lắm tiền như Tấn, để cuối cùng mang lại cho bố con ông những cay cực như ngày hôm nay. Và cuối cùng, ông Lộc cũng đã hiểu được ai mới là người xứng đáng bên cạnh con gái ông suốt cả cuộc đời này. Có thể nói, Cường không chỉ cứu ông Lộc một lần, mà cứu ông Lộc nhiều lần. Ngay từ khi biết được Đức chính là người gây ra vụ tai nạn năm xưa làm chết người, Cường đã gặp Đức, tâm sự cùng Đức, khuyên Đức ra đầu thú. Đó chính là điều mà Đức cảm thấy cảm phục nhất ở người anh, cũng là người bạn duy nhất của mình từ trước tới nay mà Đức tin tưởng. Đức thầm cảm ơn Cường rất nhiều bởi Đức tìm thấy được chân lý của cuộc sống từ chính những lời khuyên của Cường. Và tới giờ đến ông Lộc, qua suốt một thời gian ông đã coi khinh Cường, thì giờ đây ông mới hiểu được cần phải có những người như Cường ở bên cạnh thì tất cả mọi người mới có một cái nhìn tốt đẹp hơn về cuộc sống, về xã hội. Và chắc chắn rồi, ông Lộc sẽ không còn cấm cản tình yêu giữa Cường và Trang nữa. Ông sẽ đồng ý cho cả hai làm đám cưới. Trong một phần cảnh khác, tại nơi phiên tòa xử lại vụ án Lê Văn Dân đang diễn ra, Phó Chánh tòa Hùng Cường giữ vai trò thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Khi đó, luật sư Hưng là người đại diện quyền và lợi ích hợp pháp cho Lê Văn Dân hỏi bà Yến. Chị vừa nói rằng, xét về mặt tình cảm, chị và bị cáo Dân không phải là người xa lạ và chị còn muốn tốt cho anh ấy và cả gia đình đúng không? Bà Yến trả lời với một giọng rất khó chịu. Tôi đã trình bày rất rõ, tất cả mọi người đều nghe, anh không cần phải hỏi lại. Luật sư Hưng tiếp tục vặn hỏi bà Yến. Vậy có mâu thuẫn quá không? Sao bị cáo Dân lại có động cơ phải giết chồng chị, trong khi các anh chị còn là họ hàng? Lẽ ra chị phải là người tạo điều kiện cho anh ấy giảm nhẹ hình phạt. Thế mới đúng đạo lý. Yến lúc này bắt đầu to mồm, vẳng lại luật sư Hưng. Tôi không cần anh phải dạy tôi thế nào là đúng đạo lý. Thưa tòa, tôi không muốn trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa. Bà Yến vừa dứt lời thì có đồng chí công an bước nhanh vào. Đồng chí đó nói, báo cáo hội đồng xét xử, người làm chứng Lê Văn Cao có mặt. Khi thấy sự xuất hiện của Lê Văn Cao, Yến và đồng bọn trố mắt nhìn. Đúng là lưới trời lồng lộng, lần này thì Yến hết đường chối cãi. Vụ án Lê Văn Dân nhờ đó mà được làm sáng tỏ, Yến bị tóm gọn, không còn kêu ca được gì nữa. Trong tập cuối cùng này, niềm vui lần lượt đến với các nhân vật trong phim cũng là điều mà khán giả mong chờ về cái kết của từng nhân vật. Ngoài cặp đôi Cường và Trang quay trở lại bên nhau, những kẻ coi thường pháp luật gây ra biết bao tội ác tày trời từ trước tới nay như Long Đại Ca, Thắng Blue Sky hay cả Tấn cũng đều bị pháp luật trừng trị. Bên cạnh đó thì Đức cũng được mãn hạn tù.
Sau một thời gian cải tạo trong trại giam, do rất tích cực cải tạo nên Đức cũng được hưởng đặc xá, mãn hạn tù trước thời gian quy định, bước ra khỏi trại giam. Điều Đức vui mừng và hạnh phúc nhất là người đón Đức không ai khác chính là Bích, bên cạnh đó còn cả gia đình mình, cả chị gái và cả anh rể tương lai Hùng Cường của mình. Tập cuối cùng của bộ phim Lựa Chọn Số Phận mang đến nhiều điều bất ngờ, mang tới một cái kết thỏa mãn cho khán giả yêu thích bộ phim Lựa Chọn Số Phận này. Diễn biến cụ thể, chi tiết về các tình tiết trong tập cuối sẽ lên sóng lúc 21 giờ tối thứ tư ngày 30 tháng 9 trên kênh VTV1. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ tập cuối của bộ phim này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.